trái tim không muốn yên. Đưa cái ở dưới xuống đi. Đưa ở trên xuống đi. Mấy chị ơi, trời ơi, thế Nam cắt tóc đẹp không? Em bán ở đây khoảng 3 ngày, 4 ngày nữa là em về rồi. Trời ơi, pyjama mẫu mới về các chị ơi. Bông mới về đẹp quá trời luôn giờ. Bớt cục xúc lại mới được. Bớt cục xúc lại mới được. Thì cũng tự nhủ với lòng bớt cục xúc, mình sao cục xúc hoài. Trời ơi, pyjama mới về mấy chị. Tay dài đẹp hết sức luôn, bông đẹp quá. Bông cực kỳ đẹp luôn. Nè, nè, chốt giùm em, beo xanh nè, beo nâu nè, beo dương nè. Em chào chị Trần Diệu, beo đỏ, có cái beo đỏ đây chị. Nè, chị đưa cho cưng là cưng like, cưng máng lên được rồi đó. Ừ. Beo đỏ nè, trời ơi trời, ông nội ơi, bông đẹp không? Nè, chia sẻ like giùm em nha. Đúng rồi, ok ok, nhảy nhà em bán. Chị em mình may mắn vui vẻ. Hả? Cái gì không có gì à? Cắt tóc đổi phong thủy dạ. Cái gì? Cái này không có viền hả? Ủa? Đâu có viền? Ừ. Dạ em chào chị Yến Nhi. Nó phối với cái cổ mà. Phối cái cổ thì nó sẽ phối nó lai vậy chứ viền gì không nổi. Trời ơi mấy chị ơi, xuất sắc luôn. Bữa nay em về beo không? Cho em gái xin một nút chia sẻ nha. Ồ, bữa nay về beo với bi mấy chị quá trời đẹp luôn rồi. Trời sang quá. Dạ, em chào chị Trần Diệu. 130 chia sẻ em gái giảm còn 100. Hết sảy luôn. Trời ơi, có tin vào sự thật không? Trời ơi, beo đỏ. Ê, cái beo da này giống của mẫu kia vậy. Nè, sang quá trời. Dạo này để tóc trước nhìn như trẻ con. Cảm ơn chị đẹp. Trời ơi quá trời sang luôn rồi. Trời ơi, beo đỏ chốt giùm em. Quá trời sang luôn nha. 40 đến 75kg. Em có size 6 luôn. Chốt giùm em beo đỏ nè. Em cho mấy chị coi bông nha. Em cho mấy chị coi bông trước. Chị nào mua mau, mua mau lẹ giùm em. Em có beo đỏ nè. Comment giùm em là beo riêu. Beo riêu 1 đến 6. Số 6 là mỗi bông có 2 bộ thôi. Số 6 mỗi bông 2 bộ. Beo riêu giùm em 130. Chia sẻ em giảm còn 100. Form rất là đẹp nha mấy chị yêu. Beo riêu nè, em đang mặc là beo đỏ. Beo đỏ này là beo đỏ đô với mấy chị, mặc rất là ok ha. Mấy cô lớn tuổi không sao luôn. Rồi ơi, beo nâu nè. Xuất sắc cái beo nâu luôn. Xuất sắc cái beo nâu giùm em. Trời ơi là trời. Ê em nổi ốc luôn rồi mấy chị. Beo nâu, chốt beo nâu giùm em. Đó, xuất sắc không? Trời ơi là trời, 1 đến 6 giùm em nha. Số 6 mỗi bông chỉ có 2 bộ rồi mấy chị nhanh tay. Số 6 mỗi bông em có 2 bộ à. Trời ơi trời trời trời, bi tím nè mấy chị đẹp. Trời ơi, cái gì vậy Yến? Trời ơi, xuất sắc cái bộ bi tím này luôn rồi trời. Mau lẹ mở hàng giùm em nha mấy chị đẹp ơi. Trời ơi xuất sắc luôn, mình giải với Na Ti Mỹ nha. Bi tím, trời ơi bộ vàng này nữa. Bộ vàng này chắc tao để lại nữa quá. Comment giùm em là vàng nè. Trời ơi 100.000 mua mặc thử đi mấy chị. Dạ anh chào chị Hạnh Nguyễn, vải rất là đẹp. Chốt giùm em là vàng nha, đen vàng nha.
cho mấy chị cô bông trước. Và một lát em mặc vô từng bộ ha, thích màu nào nó mi ơi mặc giùm chị màu đó, chị coi em mặc cho mấy chị. Comment giùm em là beo xanh. Trời ơi 1 đến 6, beo xanh này hình như số 1. Ê số 1 không có bộ nào chưa nha ông nội. Beo xanh giùm em 130 chia sẻ em giảm còn 100. AT Hàn Quốc không đẹp không lấy tiền. Chốt giùm em beo xanh. Trời ơi cái bộ này bộ gì đây trời. Bộ này comment giùm em là Be Real. Trời ơi Be Real nè, sang quá sang luôn. Size 1 tới 6 bộ Be Real này giùm em. Cực kỳ sang, giải như AT Mỹ nha. Be Real nè. Dạ cái này AT Hàn Quốc có chị Mỹ Linh ơi. Em bao giải cho chế. Chế nhận hàng mà giải xấu chế trả lại em đền tiền gấp 10 lần cho bà. Bi nâu và bi tím số 1 em chốt chị Yến Nhi. Bi nâu nè, bi tím số 1 cho chế. Beo nè. Ủa bi hả? Beo nâu. Beo nâu. Beo nâu và bi tím số 1. Ok chị Yến Nhi. Bi tím số 4 cho Quý Nguyễn. Beo nâu số 5 chị Nhung Lâm. Beo nâu số 1 cho Nguyên Nguyên. Đợi em chút xíu nè. Hàng em hết luôn rồi, số 1 em ít lắm. Đẹp lắm nha. Beo nâu số 1 cho Nguyên Nguyên. Ừ. Bi đỏ. Bi đỏ hả? Bi đỏ em chưa chị, cái này mới bi đỏ nè. Này chốt giùm em bi vàng đi, bi vàng. Bi tím số 3 cho chị Nguyễn Nhung. Beo đỏ đi chị, bi tím số 1. Bi tím số 1 em chốt chị Điệp Trần. Số 1 em có ít lắm nha. Bà Nguyễn Nhung nè. Chốt đơn. Cái này là bi vàng giùm em, chốt bi vàng. Trời ơi xuất sắc. Có 100 ngàn một bộ thôi, rất là đẹp. Bi vàng chốt giùm em 1 đến 6. Bi đỏ em đâu có bi đỏ chị, em có bi riêu. Em có bi riêu với beo đỏ. Nghe chị. Chị Nguyễn Nhung ơi chốt chị bi tím à. À lấy một bộ màu vàng, một bộ màu đỏ xe 6 cho chị Hạnh Nguyễn. Đúng rồi. Lấy chốt bộ bộ bi vàng. Chị chốt bi nào chị Hạnh? Thôi cái này chốt bi đỏ đi, cái này bi đỏ cũng được. Lấy cho chị bi đỏ với màu vàng nha. Màu vàng số 1 là màu này nha chị Hạnh. Đúng không chị Hạnh ơi, màu đỏ với màu vàng nha. Cái này các chị comment giùm em là bi đen. Quá xuất sắc. Bộ đang mặc là beo đỏ. Đang mặc là beo đỏ chốt cho chị Hạnh Nguyễn á. Ừ, beo đỏ. Đang mặc beo đỏ cho chị Hạnh Nguyễn gì. Với sau lưng là này hả chị, cái này là bi đỏ. Chốt bi vàng số 4 chị Nguyên Nguyên. Cho chị bi vàng và bi tím. Chị Hải Phạm ơi cho em lại xây đồ đi, cục vàng. Vàng 3 cho chị Nguyễn. Cái này là đen vàng nha. Cái này là đen vàng giùm em. Bộ này là chế. Chế Nguyễn Thị Hằng, bộ này là đen vàng nha. Cái này comment giùm em là bi đen. Xuất sắc. 1 đến 6 bi đen giùm em. Em về có không được 200 bộ. Vàng lá này hả? Ừ vàng đen. Bộ vàng trắng ok. Vàng trắng là bên này nha chị. Vàng trắng hả? Ok, bộ vàng chốt cho Nguyễn Thị Hằng bộ này. Vàng trắng. Vàng trắng là cái này là bi đỏ, còn cái này là đen vàng nha chị. Chốt lại giùm em. Chị nào lấy beo đỏ, chốt beo đỏ giùm em. 1 đến 6, 100 ngàn. Số 1 là dưới 50kg nha chị đẹp. Đen vàng 1, em chốt chị Hữu Tuyền. Còn bộ. Hello chị yêu, pyjama tay dài bên chị nè, ai cũng khen. Cảm ơn em yêu. À chị Hải Phạm mặc. Hải Phạm mặc số 2 giùm em. Bi vàng và bi tím số 2. Bi vàng lại này. Ok chị. Gặp đơn hả? Hình như đơn chị gửi rồi hay gì chị ơi. Bi đen số 4 cho Quý Nguyễn. Bi đen là cái này nè. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. À rồi, vậy là lỗi lại tím 2 cho chị Đẹp Trần xả tím 1 ra luôn này, lát cho chị mặc nè. Tím 2 cho chị Đẹp Trần. Tím 2 cho chị Đẹp Trần lấy ra nè.
chị đẹp trần mặc số 2 cũng được, mà số 1 cũng được vậy. Chị mặc số 1 thì nó hơi ôm. Chưa gọi hả? Rồi chưa gọi vậy là gọi luôn cho chị. Lấy tím 1 đem ra đây. Một bộ beo. Một bộ bi đen số 4, chị lấy beo nào chị Ngọc Yến Quỳnh ơi. Trời ơi cảm ơn giùm em là riêu nha. Trời ơi sang ghê luôn mấy bà ơi, có 100.000 giải rất là đẹp. Rồi chốt giùm em bi đen số 4, chú Sáu thì chị Ngọc Yến Quỳnh. Chốt giùm em là riêu. Beo chị lấy beo nào? Em có beo đỏ nè, beo nâu nè, beo xanh và beo riêu nha chị Ngọc Yến Quỳnh. Xuất sắc. Ủa? Rồi cầm anh giùm em là riêu nha, bi riêu. Trời ơi 1 đến 6. Số 6 hình như còn à. Số 6 còn mấy bộ? Chốt giùm em bi riêu 1 đến 6. Riêu số 2 chốt Nguyễn Lâm cho em số thoại. Riêu 2 cho Nguyễn Lâm. Beo nâu số 4 chốt chị Thúy Hằng. Chị nào lấy riêu chốt riêu giùm em Nguyễn Lâm cho em số thoại nha. Đẹp dữ lắm, mấy chị mua không được đâu. Chết mẹ rồi, tưởng lộn luôn, có quần hết hồn hết vía. Ê, có bộ này nữa, sao số 1 không thấy? Bi riêu số 2 chốt chị Nguyễn Nhung. Treo trên đó vậy rồi dưới đây đâu? Đây nè. Ừ. Bi riêu số 4 chốt chị Nguyễn Nguyên. Sang, cực kỳ sang luôn. Chia sẻ like giùm em nha. Một chị đi ngang cho em xin nút chia sẻ đi mấy chị. Facebook em bị bớt quá trời à. Comment giùm em là bi tím. Bi tím này 1 đến 6. Số 1 có một bộ hết luôn. Bi tím 1 đến 6. Beo nâu số 5 em chúc chị Ngọc Yến Quỳnh. Trời ơi, bi tím xuất sắc luôn. Bi tím 1 đến 6 xuất sắc. Beo đỏ và bi riêu số 4 em chúc chị Vi Phan. Bi tím giùm em 1 đến 6. Số 6 em có 2 bộ. Trời ơi, má ơi, có 100.000 thôi, vải rất là đẹp. Chốt đơn giùm em là bi tím. Trần Huệ Liễu. Chị ơi, bây giờ em còn lạc xưởng thôi, chùm ruột với kẹo chuối em hết bán rồi chị. 130.000, mấy chị chia sẻ like em sẽ giảm cho các chị còn 100.000 một bộ. Thun AT Hàn Quốc rất là đẹp. Chị Huệ Liễu ơi, chị lấy xe máy chị. Cảm ơn là cái size giùm em. Bi tím giùm em quần 2 túi, áo 2 túi nha. Vải bao đẹp lắm, 100.000 mà chị mua không được đâu. Chỗ khác là phải 120, 130 nha. Chị nào lấy bi tím, chốt bi tím giùm em 1 đến 6. Từ 45 cho tới 75, 76 ký em có size. Chốt đơn bi tím. Bi tím 1 đến 6 nha. Bi tím 1 đến 6, ở sao là bi đỏ đó chứ. Beo nâu số 1 hết luôn hả? Đâu còn bỏ nào mặc hả? Tím cho Nguyễn Lâm số 2. Bi vàng số 1 ở sao cháu chị Yến Nhi. Bi tím. Ủa sao nãy em mới thấy chị comment số 5 mà. Nãy chị comment beo nâu số 5, xả chị Ngọc Yến Quỳnh ra beo nâu số 5 đi. Nãy chị comment beo nâu số 5. Bi tím với beo nâu số 6 cho chị Ngọc Yến Quỳnh. Tím 2 em chốt chị Nguyên Lâm rồi. Beo riêu giùm em. Beo nâu em hết số 1 rồi. Coi có chị nào còn bộ số 1 chị mượn chị mặc đây. Trời ơi, beo quần quà đẹp quá. À, 53kg mặt số 2. Trần Huệ Liễu, bi đỏ số 2 cho chị Trần Huệ Liễu đi. Trời ơi, beo riêu này đẹp quá. Bộ trên ghế là beo đỏ Phương. Riêu 4 em chốt chị Thấm Hồng. Chị lấy bi riêu hay beo riêu chốt lại giùm em kỹ nha chị Thấm Hồng. Bộ trên này là beo đỏ.
lấy bi hay là beo, chốt kỹ lại giùm em cái riêu nha. Cái này là beo riêu nha, rồi bi riêu nha chị. Trời, beo riêu 1 đến 6 nè. Xuất sắc luôn trời. Beo riêu này số 6 còn có 1 bộ, beo đỏ nè. Bộ đen nè. Bộ bi da hả? Bi da chút bi đen hả, tại em chút xíu. Beo đỏ nè. Nay Facebook em bị gì vậy ta? Chị share like, share chim giùm em. Bi riêu số 4 nha chị Thấm Hồng. Beo riêu. Beo riêu số 6 cho chị Hạnh Nguyễn. Hồi nãy chị Hạnh Nguyễn mình chốt beo riêu chưa ta? Chị Hạnh Nguyễn này đen vàng. Đen vàng số 6. Beo đỏ số 2 cho Phương Ali. Rồi chốt giùm em beo riêu. Beo riêu là đẹp. Facebook em mấy nay nó bị gì hết ta? Nó bị bệnh cu le vậy. Mắt cu le vậy. Số 3 còn đủ beo á. Chị lấy beo gì chị Quỳnh Xuân ơi? Lấy beo gì? Beo nâu, beo đỏ, beo xanh, beo riêu. Số 2 52, 53 kg. 55kg là phải cao 1m57 mới vừa số 2. Beo riêu số 3 cho Quỳnh Xuân. Ủa cái này số mấy rộng vậy? Cái áo số 1 gì bự dữ vậy? Lộn rồi. Bộ này để bên nè. Cái này là beo đen, chốt beo đen, ở lọt bi đen. Bi đen, chốt bi đen giùm em 1 đến 6. Bi đen 1 đến 6 nha. 100 ngàn một bộ, bên em không có miễn ship nha mấy chị. 5 bộ, 6 bộ gì ship cũng là 30 ngàn giùm em. Tại em bán rẻ hơn người ta tới 20-30 ngàn một bộ rồi, nên em không có miễn ship được nha. Đây chốt giùm em bi đen. Bi đen. Vậy đổi em hết số 4 đi chị. Số 4 là 65-66 ký cao nha chị. Trời ơi trời, bà nghĩ sao 6 mấy ký bà lấy số 2 vậy? Cái đó là cái gì? Mày biết con nhỏ mắt luôn. Lộn rồi. Cái bà Nguyễn Lâm nè. Chọn đơn của bà Nguyễn Lâm đây nè. Vô tự ý chọn mặt không vừa là em không có đổi cho mấy chị. Không có đổi trả cho mấy chị nha. Dạ không, AT quay đâu có mai chị. AT quay giải xấu lắm. Cái này là AT Hàn Quốc là giải đẹp. Còn AT quay gấp mấy lần rồi cục vàng. Lấy của chị Nguyễn Lâm ra. Đổi tất cả lên số 4. Không biết nhiều ký vô chọn đại số 2. AT quay không có bằng AT này đâu em. Chị rồi lấy chút beo đen, bi đen, chút bi đen giùm em. Chỉ 2-3 bộ gì á. 65 ký vô lấy số 2. Số 2 chứ không phải số 3, số 4 ký gì á. Vải này nó không dày cũng không mỏng. Nói chung là bao mặt. Bao mặt nha. Bi đen số 1 cho Nguyên Nguyên, bao mặt. Giải này mà giá 100 ngàn là mấy chị tìm hết Việt Nam không ai bán. Không ai bán cho mấy chị giá này. Chị Thúy Thanh ơi, em bán hàng cho chị á. Toàn là gọi nó nhầm số không mà là sao chị? Chị có muốn mua đồ không? Bi đen số 4 cho Thắm Hồng. Đổi lên số 4. Beo đỏ bi đen số 4.
cho chị bộ chị đặt đây. Bi này bi đỏ giùm em. Bi đỏ, vải này đẹp lắm em ơi, trời ơi. Mua ở ngoài mấy shop khác không có bán giá này đâu em gái. Thật sự. Muốn ra đây lựa thì ra em. Bi đen số 4 chốt Nguyễn Lâm. Bi đỏ này đẹp quá ha. Đỏ lên sang ghê. Chốt bi đỏ giùm em. Trời ơi, bi đỏ này sang quá à. Ra đi là coi giải coi vậy hay mỏng rồi lựa cho nó dễ. Chị nào lấy bi đỏ, chốt bi đỏ giùm em 1 đến 6. Bi đen số 4 chốt bi fan. Bi đỏ số 4 chốt chị Thắm Hồng. Chị Thắm Hồng nhớ bắt máy giùm em là được nha chị. Bên em là bi đen số 4 hết là chị Vi Phan ơi, như chị đẹp. Kim miếng nào em? Bi đen số 2. Em chị không có ai kim miếng hết á. Và beo đen số 2 là mày hả? Mày là kim miếng hả? Không, không có bà con gì với miếng hết. Mèo con này là ai? Bi đỏ giùm em. Nó là chị em mặn dâu với chị, không có bà con dòng họ gì hết á. Bi đỏ số 1 chốt cho qua ly. Nè, bi đỏ 1. Đổi cho em bi đen. Ok, bi đen số 2 cho Phương Ely. Beo xanh giùm em. Beo xanh 1 tới 5, 6 hết hả? 100 ngàn nha. 130 chia sẻ em giảm còn 100. Chia sẻ dạ, chia sẻ giùm em đi. Facebook em bị gì á? Bị bóp, tà le, tà lưa, hột mưa, hột dư à. Nè, beo xanh chốt giùm em 1 đến 5, 6, 6 hết. Coi kỹ là coi có cọc nào mà nó cột hai cái như cái hồi nãy không. Chốt giùm em beo xanh cọng nhỏ. Beo xanh 1 đến 6. Beo xanh 1 đến 6 giùm em. Beo xanh 1 đến 6 130 em gái giảm còn 100 ngàn cho mấy chế nha. 130 em giảm còn 100. Bi đỏ số 1 chốt chị Loan Cao. Chị Loan Cao cho em. À, thấy số điện thoại rồi, bi đỏ 1. Bi đen số 2 cho Loan Cao. Bị cái áo nó bị lỗi. Cái áo nó mài khác tay. Nãy vừa mua đồ gì có ai trả cho. Chưa có mặt luôn đây nè. Chuẩn bị mặt nè. Chị nào lấy beo xanh chốt beo xanh giùm em nhé. 1 đến 5 mà số 6 em hết. Beo xanh 1 đến 5, 6 hết. 100 ngàn mà vải rất là đẹp. Nè cái chị Nguyên Nguyên này, chị biết làm nè. Em có beo nâu nè, beo nâu nãy giờ chưa mà. Beo nâu này đẹp lắm luôn. Beo nâu này 1 đến 6, số 6 còn mà. Hello, cô Như. Beo nâu 1 đến 6. Số 5 em còn 1 bộ. Số 6 còn 1 bộ. Số 4 còn được 2 bộ. Số 1 em hết.
sắc cái bộ beo nâu này luôn á trời. Áo gà nút nha. Beo nâu 4 chốt nguyên 5. Xuất sắc bộ beo nâu luôn. Mua bao nhiêu bộ ship cũng 30 giùm em nha mấy chị. Bên em không có miễn ship được nha, tại vì em bán rẻ lắm rồi. Hàng này ta bán 120, 130 không à. Ta bán 130 ta mới miễn ship cho mấy chị, còn em bán có 100 mà nên phải có ship nha. Beo nâu 2, 3, 4, 5, 6. Màu bò là cái gì chị Nguyễn Minh ơi, cái này là beo nâu nha chị. Beo nâu 4 cho thấm hồng là hết. Ở còn bột. Beo nâu 4. Chốt giùm em beo nâu 1 đến 6. Ố lộn 2 đến 6 1 em hết. Một này mượn của chị kia mặt. Beo xanh, beo riêu, beo nâu. Chị Kim Xuân ơi, cho em cái cân nặng với chiều cao của chị nha chị đẹp. Bên em là ship 30 nha, không có miễn ship nha mấy chế. Thì bán quá trời rẻ rồi miễn ship nữa chết em luôn. Nếu muốn miễn ship là em phải bán 120, 130. Em mới miễn ship được. Cho em cái cân nặng với chiều cao đi chị, em biết đường em chốt cho chị coi còn không ha. Chứ cho số điện thoại rồi vậy em chốt không được. Beo nâu 2, 3, 4, 5, 6. Số 4 còn duy nhất một bộ là hết không? Số 4 còn bộ beo nâu này là hết. 1m65 60kg trời, mà số 3 đẹp. Beo xanh nè, beo riêu và beo nâu. 3 bộ reo số 3, 3 cho chị Kim Xuân. Beo xanh, beo riêu và beo nâu số 3. Ok chị. Trời ơi, beo nâu này đẹp, xuất sắc luôn. Beo nâu 3 em chốt Quỳnh Xuân. Beo nâu số 3 là này nè, chốt cho nó dễ. Beo nâu đẹp quá. Dạ. Nó kéo kìa. Cảm ơn vàng giùm em. Vàng này em có size 1 tới 5 mà 6 em hết luôn rồi. Em về có 190 mấy bộ một lô à. Trời ơi, giá 130, 140 á. Mà em bán mấy chị có 100 ngàn à. Về cho mấy chị kiểm tra hàng, kiểm giải đi. Giải rất là đẹp. AT Hàn Quốc chứ không có AT Quay hay là AT loại 1, loại 2 gì hết. AT Hàn Quốc là cái loại vải mới ra, rất là đẹp. Beo riêu số 4. Chị Nguyễn Minh ơi, cho em số điện thoại đi chị. Beo riêu số 4 cho Nguyễn Minh. Bi đen số 2. Chị Nguyễn Phượng. Bi đen rồi, em chốt chị Nguyễn Phượng rồi nha chị Phượng ơi. Beo nâu số 5 và beo xanh số 5 cho heo sữa. 130 chia sẻ chị giảm còn 100 đó, xóa hết. Chị nào lấy vàng, cầm anh vàng giùm em. Vàng này em có 1 tới 5 nha, 6 em hết rồi. Hên quá. Heo sữa vừa lấy hết số 5 luôn. Beo nâu số 5 em hết rồi đó. Vàng 4 em chốt chị Trần Kim Duyên. Rồi em chốt. Đẹp quá, có 100 ngàn về bán 150, 160 luôn. Pyjama lại mai nó thoải mái chứ không có ôm như bà ba ha. Vàng 2 cho chị Trần Huệ Liễu. Chốt đơn. Ok, heo sữa em còn số điện thoại của chị nha chị. Chị nào lấy vàng chốt vàng giùm em. À, 1 tới 5. Mê đồ của My, dạ. Nói chung là giải đẹp đúng không cô ơi? Lúc kêu cô, lúc kêu chị. 57kg trời ơi, 57kg đẹp em. 57kg mặt số 3. Bên chị có size mà. Bên chị mai đồ có size từ 40kg cho tới 75kg luôn em gái. Hàng bên chị là có size nha. Chị nào lấy đen xanh chốt đen xanh giùm em 1 đến 6 bông này, nãy giờ em chưa có mặt nè. Đen xanh chốt đen xanh giùm em 1 đến 6. Đen xanh này nó nhu nè mấy chị. Bông đẹp ha. Đen xanh, cái bông nó giống như cái bông màu vàng vậy đó, nhưng mà nó là màu xanh nó nhu lại nè. Em lấy beo gì? Bên chị là beo đỏ nè, beo nâu nè, beo riêu và beo xanh. Em lấy beo gì chốt beo lại anh chị ha. Trời ơi. Đen xanh, xuất sắc như dây tì nữ. Đẹp chưa? Chị nào lấy đen xanh chốt đen xanh giùm em. Beo đỏ nè, beo đỏ cái áo rồi. Em có beo đỏ nè.
100 ngàn nó rẻ ghê, rẻ thúi luôn, em nói thiệt. Đen vàng số 3 chốt chị Nguyễn Phượng. Cái này dạ giải thun, bên em bán pyjama là giải thun không à, có xay cho mấy chị dễ mặc. Có xay cho mấy chị dễ mặc lắm. Chị nào lấy đen xanh chốt đen xanh giùm em. Mà thúng đẹp lắm chị Vân ơi, thúng em bao cho chị. Có 100 ngàn à, em gái không gạt mấy chị đâu. Nhận hàng mà giải xấu cứ trả lại cho em. Được kiểm tra hàng trước khi nhận, giải xấu cứ trả. Đen xanh, đen xanh số 4 bỏ bi đe đen lại. Chị ơi suy nghĩ kỹ giùm em nha, bi đen hồi nãy em không có hàng em bán thì chị thấm hồng. Đen xanh số 4 kiếm bộ bi đen ra. Bi đen hồi nãy là em không có hàng em bán thì chị kia luôn á. Chọn hàng thì kỹ giùm em nha chị, để thôi mình mua được rồi mà một lát mình xả ra, em không có hàng em bán nha mấy chị. Còn chị nào xả hoài là em xả đơn luôn á. Kiếm bộ bi đen số 4 của bà thấm hồng ơi. Một beo đen, một đen xanh. Không có beo đen, có beo nâu hả em gái? Dạ có nha chị Trang Đào, mặc size 6 được á chị Trang Đào, thích ôm thì mặc số 5 ha. Đen xanh số 3 cho khó hết nè. Kiếm cái bộ bi đen của chị Thắm Hồng rồi phải không? Nãy có người chốt bi đen số 4 mà không có, em nhường cho chị á. Em không có beo đen. Dạ 130. Em giảm còn 100. Đen xanh 4 thì chị Nguyên Lâm. Nè đây đây. Bi đen 4 em còn là chị Nguyên Lâm ơi. Bi đen 4 hồi nãy hình như chế chọn hay gì em nói hết nè. Bây giờ hầu quà của chị này nhả ra nè. Beo đỏ số 4 thì chị Thảo Nguyễn em chốt. Đợi chị chút xíu nha, xóa hết. AT Hàn Quốc em bao giải cho mấy chị. Kiểm tra hàng giải xấu trả em. Bi đen số 3 em còn. Em còn chị đẹp. Bi đen 3 còn. Đen xanh 3 chị Nguyễn Thị Hằng. Giải nữa. Bi đen 3 em còn là cục vàng. Ai xả bi đen 4 đó chị Vi Phan nè, thấy chưa? Đúng rồi, vậy là nãy cho chị Vi Phan. Đúng rồi, nãy chế Vi Phan lấy không được nè. Lấy bi đen 2 em chốt Kim Hà Nguyên. Rồi bi đen 2 dám hết luôn lắm rồi. Hồi nãy có một bé xả bi đen 2 ra hay gì. Bi đen 4 em hết rồi. Hình như hồi nãy có một đứa xả bi đen 2 ra, hình như là Phương Ely hay gì á. Em kiếm Phương Ely giùm chị đi. Xả hàng ra vậy em rất là. Đổi cho em bi đen nè. À không phải không phải. Bi đen 2 em hết. Chị Kim Hằng Nguyên ơi, bi đen 2 hết. Beo nâu và beo đỏ số 4 thì chị Bích Phượng. Dạ 130 em giảm còn 100 ngàn cho mấy chị. Khi mấy chị chia sẻ like nha. Không chia sẻ like lên 130. Bi đen 3 em chốt cho Trần Kim Duyên. Rồi vải rất là đẹp, em bao luôn. Em đang mặc là xanh đen. Cho mấy chị kiểm tra hàng thoải mái, dễ xấu trả em. Beo hả? Beo gì? Beo nâu số 3 em chốt chị Phạm Thúy. Nè, beo thì em có beo nâu nè. Beo nâu nè chị. Dạ chị Nguyên Lâm 5 bộ. Beo nâu 2 cho chị Nguyễn Phượng. Chị gì em quên mất tiêu rồi. Chị gì kêu cho coi beo nè. Beo đỏ 4 em chốt chị Phúc Lê nè, beo nâu nè. Beo nâu nè em còn 236. Beo đỏ 4 hết hả? Beo đỏ 4 em hết rồi Phúc Lê ơi. Số 4 em còn beo riêu và beo xanh hả chị đẹp. Beo nâu nè em còn size 2 và size 3. Beo nâu nè em còn 2 và 3. Beo nâu 3 chốt số hết. Cực kỳ đẹp luôn. Beo nâu 2 và 3. Số 3 em còn đúng một bộ, beo nâu là em hết nha. Nè. Beo nâu 2 em chốt chị Xuân Thu. Đẹp lắm. Em hết size 1 rồi. Còn size 1 em mặc cho mấy chị coi. Chị Xuân Thu nè. Beo nâu 2 em còn một bộ. Dùng đơn hôm qua ai gọi chứ chưa? Chưa gọi ha. Rồi. Beo nâu 2 Xuân Thu em chốt. Chị Kim Hà Nguyên ơi, em còn bộ beo nâu số 2 chế lấy chốt em. Em đang mặc là đen xanh. 1 đến 6.
Beo đỏ 5 chốt heo sữa. Còn luôn, chốt heo sữa. Heo sữa lâu hết sức ủng hộ chị ha. Mặt beo riêu cho mấy chị beo riêu này không muốn nè. Beo riêu nè. Đẹp lắm, giải cực kỳ đẹp luôn. Beo riêu nè, em còn 1, còn 2. Còn 3 không? 3 hết rồi. 1, 2, 4, 5. Ok chị Thúy, ok chị Thúy yêu. Beo riêu nè, em còn 1, còn 2, còn 4, còn 5, số 3 hết. Nè, trời ơi beo riêu sang quá. 1, 2, số 3 hết nha. Chốt đơn giùm em, 100 ngàn một bộ. Bi tím số 1 mình hết luôn. Chị nào lấy beo riêu, chốt beo riêu giùm em. Còn cái này là bi tím nè. Cái này là bi tím, trời ơi, bộ bi tím này em còn 1, còn 2, còn 3, còn 4, còn 5, còn 6 luôn. Bi tím xuất sắc trong giai tỳ nữ không mấy cha. Em đang mặc là beo riêu 1, 2, 3, 4. Đen là đen gì chị? Cái gì đen chị? Beo riêu 4 cho Phúc Lê. Riêu 4 cho Trần Kim Duyên. Số 3 em hết beo riêu nha. Ok. Sang quá. Quá sang. 3 em hết riêu 1, 2. 1, 2, 5. 1, 2, 5 hả? 6 hết luôn. Beo đen không có chị. Không có beo đen. Tại vì cái đen nó là nó đen. Cái beo nó đã màu đen rồi. Nó đen rồi không biết là sao luôn. Không có đen. Beo riêu số 5 chốt cô Diệu Ngon. Cô Diệu Ngon đã xuất hiện. Số 5 con còn beo đỏ nè cô. Số 5 này con còn beo đỏ với beo riêu rồi. Bi tím giùm em. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bi tím này có phải đẹp cực kỳ. 100 ngàn rẻ hơn mấy người người ta bán. Bán chạy chợ. Chợ người ta bán bộ này 140, 150 đó mấy bà. Số 2 em còn 1 bộ duy nhất bi tím. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Số 2 còn có bộ hết luôn. Nè. Xanh đen. Xanh đen số 6 chốt chị Trang Đào. Bi tím số 5 cho cô. Cho cô Diệu Ngon. Chị lấy bi riêu hả chị Kim Hà Nguyên ơi. Bi riêu số 2. Beo riêu. Beo riêu số 2 hả chị? Chốt bi tím. Beo riêu 2 chị vừa chốt chị Kim Hà Nguyên rồi. Nãy hỏi chị không chịu lấy. Hết. Chị nào lấy bi tím nè, bi tím này sang muốn chết luôn. Beo riêu đó số mấy? Số 1 hả? Bi tím nè. Beo xanh nè. Beo riêu 2 hết. Beo riêu 2 hết rồi chị heo sữa. Chị Kim Hà Nguyên ơi, chị lấy beo riêu hả chị? Hay bi riêu? Tại vì em có hai màu riêu nha. Cái này là bi riêu nè. Lấy cái nào chốt giùm em lại kỹ đi chị, để em bán người khác nữa. Chứ bà chốt bà em gu à. Không có cái nào nó biết cái nào hết trơn. Em không có bán được cho người khác nè. Beo xanh. Beo xanh này cũng đẹp mà. Beo xanh 1 đến 5. Số 6 em hết. Beo xanh 1 đến 5. Beo xanh 1 đến 5 giùm em. Beo đỏ đi. Beo đỏ. Beo xanh số 2 chúc chị Xuân Thu. Beo xanh 3 cho chị Nguyễn Thị Hằng. Lộn rồi đó, nhìn cái tên. Cái này là beo đỏ. Beo đỏ em còn 1, 2, 3, 5, 6.
Beo xanh số 3 em chúc chị Trang đào. Beo xanh số 1, số 2, số 2 còn được 3 bổi nha. Beo xanh sang mà mấy chị. Có 100 nha, trời ơi cái đầu như bà điên à. Bi riêu, xả cái bộ beo riêu số 2 ra cho chị Kim Hằng Nguyên đi. Đúng rồi. Chốt bộ beo riêu số 2 cho heo sữa. Rồi, bà lấy bi riêu số 2 cho Kim Hằng Nguyên nè. Beo xanh số 5 cho cô Diệu Ngon, còn bộ chốt luôn. Beo xanh. Chị nào lấy chốt giùm em. Beo xanh 1-5. Số 3 là 55-62kg á chị Ngọc Lan. Ngọc Lan mà 62kg chế phải cao tầm 1m55-56 trở lên nha mấy vừa nha chị. Bi riêu, bi xanh riêu cho xóa hết số 3. Beo xanh số 1 thì Yến Nhi. Bi riêu giải đẹp hả chị Yến Nhi ơi. Giải cực kỳ đẹp luôn, bán 100.000 là rất là rẻ luôn. Lời một bộ có 17-18.000 trừ chi phí còn lại được 15, không được 15 nữa. Chốt giùm em là vàng. Vàng này em có 1, có 2, có 3, có 4, có 5, có 5 mà sáng hết em. Đẹp không? Giải đẹp lắm, giải này ở ngoài 6-70.000 một mét á. Chị nào lấy vàng chốt vàng giùm em. Bên em không có miễn ship nha, ship 30 giùm em gái. Còn cái bộ này là bộ bi riêu nè. Vàng 5 chốt cô Diệu Ngon. 51kg hả? Cho mẹ bi riêu xanh hả? Rồi 51kg lấy số 2 cho xóa hết đi. Bỏ cái bộ bi riêu số 3 ra. Bỏ cái bộ bi riêu số 3 cho xóa hết ra. Rồi ok. Dạ em không có đầu bé. Vàng 3 cho Kim Duyên. Vàng đẹp quá. Có 100.000 luôn à. Chốt vàng giùm em. Vàng 2 cho chị Kim Hà Nguyên. Cái này là bi riêu, chốt bi riêu giùm em nha. Để em mặc vô. Chốt vàng giùm em. Bi riêu em có 1, 2 hết hả? Có 1, có 2, có 3. Số 5 còn bi riêu không? Vàng 2 chốt xóa hết. Bi riêu. Rồi ok. Bi riêu số 6 còn không? Vàng 5 em chốt chị Quanh Nguyên. Chốt giùm em bi riêu 1, 2, 3. 1, 2, 3, 5, 6 nha, 4 em hết. 1, 2, 3, 5, 6. Đẹp lắm, vải rất là đẹp. 100.000 này là bằng tiền công quá mấy chị. Bi riêu giùm em 1, 2, 3, 5, 6, 4 em hết. Chị nào lấy chốt giùm em. Nào lấy chốt giùm em là bi riêu 1-6 mà số 4 hết nha. 100.000. Dạ em có đủ size á chị Diệu Trần, phải AT Hàn Quốc em bao, em bao giải cho mấy chị, giải 6 trả em. Bi riêu số 6 còn không? Bi riêu 6 chốt chị Trang Đào. Giải rất là đẹp yên tâm nha. Em bao mấy chị vậy có phần giải luôn. Cho chị miếng nước đây. Vàng 3 em chốt chị Kiều Nguyễn.
trăm ngàn là chỉ mình ơi em bán á, không ai bán đâu. Bireo số 3 em chốt chị Trần Kim Duyên. Bireo 12356 nha. Số 4 gái hết. 130 chia sẻ em giảm còn 100 ngàn. Giải rất là đẹp, AT Hàn Quốc chứ không phải AT quay, AT thường đó mấy chị. AT quay, AT thường mấy cái loại nó rẻ tiền, em không có mai. Tại vì mai về ra nó không bán một bộ đồ 100 ngàn mà mai nó giải nó ra nó xấu bộ đồ uổng. Đỏ hả? Beo đỏ hay gì chị? Hay chị muốn gì đỏ? Em còn beo đỏ nữa. Beo đỏ này 1, 2, 3. Dạ có chị, 75kg nếu mà cao tầm 1m55 trở lên mặc size 6 nha chị Quang ạ. Beo đỏ này em báo size nè, 12356 nha. Dạ, chồng em điện rồi là đi hôm qua luôn rồi chị Thảo. Điện rồi là đi rồi luôn á chứ, còn chưa điện là chưa đi á. Xả bộ đen xanh hả? Đen xanh size mấy? Chốt giùm em beo đỏ. Beo đỏ này em có 1, có 2, có 3, có 5, có 6. Số 6 em còn beo đỏ với lại beo nâu. Trời ơi, sang cực kỳ sang. Giải nói chung là mấy chị nhận hàng là không có chê vào đâu được cái vấn đề vải với em hết. Tại vì bộ đồ này á, em bỏ sỉ ra người ta bán 180 luôn á, người ta vẫn bán được nha mấy chị. Còn bây giờ em bán cho mấy chị có 100 ngàn là nó quá rẻ. Chị nào lấy bi đen, chốt bi đen nè. Bi đen em còn 1, còn 3, còn 5 và còn 6. Bi đen nha. Beo đỏ 5 cho chị Quanh. Chốt giùm em là bi đen 1, 3, 5, 6. Số 2 em hết, số 4 em hết. Chốt đơn bi đen. Chị Kiều Nguyễn mặc size mấy chị? Em có một mẫu khác nữa, hôm qua em có bán rồi. Bi đen 5 cho cô Diệu Ngon. Mẫu hôm qua số 3 hết. Bi đen này đẹp lắm nha. 100 ngàn, quá rẻ. Quá rẻ cho một cuộc tình chúng mình. Bi đen chốt thì men. Bi đen 3 em chốt chị Trang Đào. Em có beo nâu số 3 đẹp lắm nè chị Trang Đào, em lấy cho chị coi. Cái bộ này của ai vậy? Số 5 là 65 đến 72kg chị đẹp. 72kg cao xíu. Số 2 hả? Beo đỏ số 3 cho chị Thảo Thảo. Cái này là bi đen vậy mẹ. Đây được có đưa được bộ beo nâu cho chị cho khách coi. Beo nâu này em còn size 2, size 3 và size 6 nè. Bi đen số 6 cho chị Hoa Ngọc. Bi đỏ số 6 cho chị Hoa Ngọc. Bên em là ship 30 nha, không có miễn ship nha mấy chị. Qua nhận được 3 bộ mặt đẹp quá trời luôn vậy hả Hoa Ly? Giải đẹp đúng không? Giải xuất sắc. Beo nâu giùm em. Beo nâu này em còn size 2, size 3 và size 6 một bộ này chị Hoa Ngọc. Chị Hoa Ngọc, beo nâu rất là sang. Vải nói chung là mấy chị nhận hàng không có cái lỗi nào để bắt lỗi em được hết á. Tại vì vải rất là đẹp luôn. Thật sự 100 ngàn không bằng tiền công mấy chị đi mai nữa. Đừng nói tới tiền vải ha. Vải dày đẹp lắm. Ok em. Rồi chị nào, trời chị bán vậy là rẻ lắm rồi đó. Những shop khác là phải bán là 100, 340. Beo nâu 5 con hết rồi cô ơi. Beo nâu này còn 1, ở lộn còn 2, còn 3 chứ còn 6 à. 130 ngàn. Mấy chị chia sẻ em bán 100 ngàn thôi. Chị lấy beo nâu, chốt beo nâu còn bộ số 2 nè. Beo nâu này em còn bộ số 2, với một bộ số 3, với một bộ số 6 là hết. Rồi vậy lấy beo nâu số 6 cho cô Diệu Ngon là hết nè. Beo nâu này sang lắm. Chị Hương Nguyễn beo đỏ số 62kg là số 3. Chốt chị. Cho em số điện thoại nha chị Hương Nguyên ơi. Beo đỏ số 3. Beo nâu số 3 cho chị Thảo. My bán đồ rẻ mà đẹp à, cảm ơn chị. Nâu 6 em hết rồi chị Hoa Ngọc. Giảm 130 ngàn. Chia sẻ like em giảm còn 100. 65kg mặt số 4 giùm em gái. Beo nâu 3 cho chị Kiều Nguyễn. Đẹp lắm, beo nâu đẹp lắm chứ. Không chê vào đâu được vải của em à, thiệt. Rồi em thấy số điện thoại của chị Hương rồi.
Số 6 mình còn bông gì cho chị coi số 6 nè. Còn bộ bi tím nè. Em còn bộ bi tím số 6 đẹp nè chị. Chị khách mới nè chị Quang Ngọc. Bi tím này rất là sang luôn. Nè. 100 ngàn không bằng tiền may nữa. Nói chung mấy chị nhận là mấy chị thích vải liền, vải rất là đẹp. Vải này bán 180 còn được mà. Bi tím giùm em chốt. Em còn số 2, số 3, số 4, số 5 và số 6. 85kg beo nâu với beo xong hả chị? Beo sâu nâu số 5 em hết trơn rồi chị Vương Huyền. Chị Thân Thiện ơi, beo xanh thì em còn, beo nâu em hết nha chị Thân Thiện. Cho em ngồi cái em mỏi chân quá. Beo nâu em hết rồi chị. Số 5 với hình như số 4 với số 5 em còn cái mẫu của Cổ Lăng Tông nữa đó. Bi tím số 4 em chốt chị Thảo Nguyễn. Ok, chị mới được 2 bộ rồi chị Quang Ngọc ơi. Nè, bi tím này còn số 3 nè. Bi tím 1 chị hết nè, em coi này bi tím mấy vậy? Bi tím 1 chốt qua ly nè. Bi tím này em còn 2, còn 3. Bi tím này còn 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lấy một bộ, lấy tím một bộ. Tím số 4 nha, lấy bi tím số 4 cho Thân Thiện nè. Bộ xanh là bộ nào? Hai bộ trên á, hai bộ trên có số 4 á chị lấy bộ nào? Một bộ là beo riêu, bộ là xanh đen. Nếu chị là comment như vậy các em không biết em gửi lộn màu chị mất công. Tím này tím 6 nè. Quá trời mỏi cái chân. Số 3 còn bi lấy cái bi đỏ cho chị số 3 cái da. Bi đỏ. Bi đỏ này em còn 2, còn 3, còn 4, còn 5, số 6 còn không? 6 còn. Đỏ là chị hỏi đỏ gì? Đỏ là em có bi đỏ và beo đỏ. Chị lấy đỏ nào? Nè. Cái này là bi đỏ số 4 thì em còn nhưng mà beo đỏ là em gái hết. Em có cổ lăng tông nữa. Cái này là cổ quen nhọn. Em lăng tông xe 4, xe 5 em còn. Muốn thì em like cho mấy chị coi luôn. Cũng vẫn giá là 100 ngàn. Beo đỏ 4 em gái hết. Chị nào lấy mẫu này chốt giùm em nè. Bi đỏ. Bi đỏ này còn 2, còn 3, còn 4, còn 5, còn 6 nha. Bi đỏ. Em lấy mấy cái cọc cổ lăng tông hôm qua xe 4, xe 5 cho chị. Chị ơi, đổi hàng cho em xả nha chị. Bộ beo xanh. Beo xanh 49kg mặt số 1 cho Trần Thị. Mua hôm qua mà thấy hôm nay lại đổi thì em xả đơn luôn chị gái. Nhắc anh Tùng cái Văn Thu giùm chị. Ok, lấy xanh nha em. Chỉ lấy tim thôi nãy nè. Ok, lấy beo qua, lấy. Bi đỏ 4 dòng cho Phúc Lê. Là cuối cùng chị lấy xanh đen hay là beo xanh? Hay là beo riêu. Bi đỏ cho Thân Thiện số 4. Ok. Ok, vậy là chị lấy bi tím với bi đỏ ha. Bi đỏ 5 cho cô Diệu Ngon. Beo đỏ 75kg hả? Để em coi coi còn không chị? Chắc hết rồi quá. À còn, beo đỏ 75kg em có. Ok em. Beo nâu số 2 em chốt chị Trinh Võ. Tại em chút xíu em qua mẫu khác nha. Tay dài em còn. Nè, beo đỏ 75kg em còn nè chị. Nè. Beo đỏ này em còn số 3 luôn, số 1 luôn nè, số 2 luôn. Ok Phương. Beo đỏ 75kg. Xe 6 là từ 70 đến 76kg. 76kg là mấy cô mấy chị là phải cao nha. 75 76kg là phải cao tầm 1m6 mới được. Thấp quá là không vừa nha mấy cô mấy chị. Beo đỏ số 6 em còn bộ nè. Còn bộ nè, số 1 lấy chị mặc bộ. Rồi em lên cổ lăng tâm cho mấy chị nè. Cổ lăng tâm thì viền.
một không? Một cây thôi. Rồi ok, Quỳnh Thi chốt chị béo đỏ 6 ha. Không còn bộ nào trong cuộc tình nữa. Em có mẫu này cũng 100.000 luôn. Cái này thì em số 3 em còn có mấy bộ à? 2 bộ, 3 bộ gì hả? Cái này hết số 1 luôn. Số 4 với số... Nói chung là cái mẫu này hết luôn, không còn gì nhiều. Cái này cho mấy chị coi bông thôi chứ cũng không còn thay một để em gái mặc luôn. Còn cái hàng vỏ lá sen thôi thì em còn. Nè cái này comment giùm em là bi cam nè. Mua 2 bộ hôm qua cái xã. Cái này cái mua 2 bộ bữa nay. Cái gì kỳ. Mua hàng này không có lập trường đi chơi. Cái này là bi nâu giùm em. Quần này quần có viền nha. Rồi em đang mặc số 2. Nó bự quá. Bi nâu nè em đang mặc là có số 1. 55kg cho em thêm chiều cao đi chị đẹp. Chị cao tầm 1m57 á. Mặc số 2 là đẹp, mặc bộ em bao mặc đẹp. Đưa chị số 4 ơi. Số 4 lên đây coi. Trời ơi trời, còn chồng vô nữa. Mắc cái gì mà lúc không like cũng chịu chồng. Mắc cái gì mà sao hôm qua ở không đó. Rồi sáng giờ không mua. Số 3 hả? Số 3 mình còn không? Mẫu này. Số 3 hình như nãy thấy có một bộ beo bi hồng ở trong góc lớp số 2 á, thằng đó đó. Bộ ngoài cái số mấy? Thấy chưa? Em có nhí hồng số 3 nè chị Trang Đào, còn có bộ một hết luôn. Nè. Mét 50 mặc số 3 đi chứ. Chứ thích ôm thì chứ mặc số 2. Chị nào lấy nhí hồng, chốt nhí hồng nè, nhí hồng số 3 nè chị. Bi nâu số 1 mà không có, hàng này em có số 2 và hàng này còn có mấy bộ hết luôn rồi. Rồi vậy em chốt nhí hồng này số 3 cho chị Trang Đào. Cùng một loại vải rất là đẹp. Bi cam em đang mặc số 4 cho chị Thúy Hằng. Vải đẹp lắm. Ok chị. Số 4 em đang mặc hết hàng luôn rồi. Số 4 còn gì, sắp số 4 ra cho chị coi. Nhí kìa. Bên này nè. Em có bi màu kem. Bi em đang mặc hết rồi. Em có bi màu kem nè. Đẹp sang lắm. Có 100.000 à. Quần là có viền luôn nha. Bi nâu số 2 đang mặc cho chị Út Thường nè. Bi cam số 4 hết. Em còn bi màu kem thôi. Cái gì vậy? Ừ. Bi kem số 3 còn không? Số 3 còn gì vậy? Đưa qua đây luôn em. Số 3 hết rồi chị. Em đang like này là số 4 này chị. Số 3 em hết hàng rồi. Số 3 không còn bộ nào luôn. Cái mẫu em đang mặc thì mới còn thôi. Ủa? Cái mẫu cổ nhọn thì còn thôi. Còn mẫu cổ lăn tông này em hết trơn số 3 luôn rồi. Số 4 em có bi kem nè. Bi vàng và bi xanh size 4, 65, 66kg đổ lại. Nè. Bi xanh này em có 4 nè, có 2 nè. Bi xanh này em có. Dạ không, em không có đồ bà già lắm đâu chị. Phải em bao hàng cho chị. Chị Kim Hà Danh. Nhận hàng phải xấu đừng nhận nha. Em cho kiểm tra hàng trước. Bên em là bán uy tín, làm ăn lâu dài năm này qua năm nọ. Bi kem số 4 chốt chị Thấm Hồng. Bi xanh số 2 em chốt chị Heo Sữa. Em bao. Bi xanh số 2 em chốt chị Heo Sữa. Bi nâu hả? Bi nâu là cái nào? À bi nâu số 2 em đang mặc, chốt chị Lâm Lê. Bi nâu số 2. Số 4 bi vàng em chốt chị Thảo Nguyễn nè. Bi vàng đẹp lắm. 65kg thì đang mặc, em đang like này chị, size 4 nè. Bi nâu 2 nè. Bi vàng 2 còn không em? Bi vàng 2 em chốt chị Heo Sữa, vải em bao cho mấy chị á.
Ati này là họ mới dệt có loại Ati Hàn Quốc này, chứ đó giờ không có loại vải này nha. Nè đi nâu nè, đi nâu số 2 nè. Em đang like này là 65kg á, là size 4 nha. Rồi em cho mấy chị coi tới bông nhí nè. Nhí này em có nhí đỏ size 4 nè, size mấy luôn. Nhí đỏ này à, dạ 130. Dạ giải thun gì thơm đẹp lắm, cực kỳ đẹp, 130. Ai chia sẻ là em giảm còn 100. Chị hình như được 5 bộ quá chị Trang. Chị Trang Đào. Nhí đỏ này giùm em size 2 và size 4. Nhí đỏ 2 và nhí đỏ 4 giùm em. Phải không đẹp không lấy tiền. Bây giờ shipper giao tới mấy chị đừng nhận hàng. Cho tôi kiểm tra đi rồi tôi mới nhận nha. Trần Thị Điệp, em chỉ chốt cho chị được bi nâu thôi. Bây giờ chị Trần Thị Điệp ơi, em số 4 em chỉ còn bi kem và bi xanh thôi. Số 4 em chỉ còn hai bông này cho chị thôi nha. Còn nhiêu là em hết, bi nâu 4 không có. Đọc bên đó số mấy đưa qua chị luôn. Sao hả? Nha chị Trần Thị Điệp, ok hai bông này thì hai bi này thì em chốt. Nhí đỏ số 4 nè, 65-66kg mấy chị cao chút xíu là vừa, tại vì pyjama này em may nó thoải mái, không phải như bà ba ha. Nhí đỏ số 4. Bia này em còn số 2 nè, bia này đẹp quá trời. Số 6 luôn, 75kg em còn luôn. Ơi Gia Bảo Trân ơi. Kêu chị ơi ơi liền. Em mặc cái size này hơi rộng nha, tại vì nó hết size 1 rồi. Nhí đỏ 4 em chúc chị Lanh Lê nè. Số 4 em có nhí đỏ và nhí nâu. Bi em đang mặc là bi da, em có số 2 và số 6. Số 2 mình 55kg, mình cao 1m57, mình mặc số 2 giùm em, 57 trở lên. Còn thấp quá thì mặc lên số 3 ha. Cổ lăn tông may rất là khéo nha, viền hết cho em. Pyjama mà may viền nó mới đẹp đó chứ. Bi da em còn 2 và 6. Số 4 em có nhí đỏ và nhí nâu nè. Nhí nâu mình còn số mấy nè. Cho hai bộ vàng và kem hả? Không có vàng chị, em chỉ có xanh và kem thôi nha chị. Nhí đỏ 4 chốt cô Diệu Ngon nè. Số 3 em không còn bộ nào hết á chị ơi. Bi da 45kg mét rưỡi hết rồi chị. Em đang mặc này size 2 là chị Thúy Hằng nó hơi rộng. Nè. Nhí đỏ hả? Nhí đỏ 4 em chốt chơi. Chết cha, nhí đỏ 4 hết rồi chị Diệu Thơm ơi. Em còn nhí đỏ 2 à. Còn cái này là nhí nâu giùm em. Nhí nâu giùm em nè. Nhí nâu size 4 nè. Nhí này rất là đẹp luôn á. Nhí nâu này số 4 em còn 2 bộ. Số 4 em còn nhí nâu bi kem và bi xanh nha. Bi đỏ em đâu có bi đỏ chị. 130 chia sẻ em giảm còn 140. À bi đó hả? Bi này là 100.000 một bộ, vải rất là đẹp. Số 4 em còn. À số 4 em còn là nhí nâu nè. Beo xanh nè. Beo xanh nè và beo kem. Ở bi kem nha. Bi kem và bi xanh số 4 chốt đơn lại giùm em. Chị Diệu Thơm, em chưa chốt cho chị được bộ nào nha. Thun Ati Hàn Quốc rất là đẹp, bao hàng. Bao hàng cho mấy chị kiểm tra. Nhí nâu 4 em chốt chị Diệu Ngon. Hôm nay em bán mấy ngàn bộ pyjama rồi á, không phải ít đâu. Mai có xay đàng hoàng, vải rất là đẹp. Bi kem, bi xanh và nhí nâu. Nhí nâu 4 chốt cho chị Diệu Thơm. Rồi còn bi kem và bi xanh số 4, em còn số 6 nè. Chế nào mua số 6, em chốt số 6. Số 5 còn 3 bộ hả? Số 4 bi xanh em chốt chị Thảo Nguyễn là em hết luôn. Nhí đỏ số 2 em chốt chị Lâm Lê. Số 5 đưa qua chị. Bi da số 2 em chốt chị Dung Trang. Số 5 70-72kg cao chút xíu đổ về. Em có xanh. Số 5 em còn bi xanh. Còn nhí xanh và nhí nâu. Chế nào lấy em chốt đơn nha. Nhí xanh nè. Ok chưa? Nhí xanh số 5 72kg đổ về. Còn bộ nhất.
cho mấy chị mua pyjama thun bên em rồi là cũng mua bên nào được hết trơn nhé, tại vì nó đẹp lắm. Bi xanh hồi nãy em có like rồi nha, nhí đâu em có like rồi ha. Số 5 chị ơi, số 3 em không còn bộ nào hết á chị Trần thì đẹp, không có vàng có đỏ gì hết á chị. Số 2 em còn bộ nhí hồng. Số 6 đưa qua đây chị đi. Số 6 75kg, 76 kg cao xíu. Em còn một lóc nè. Bộ em đang mặc có số 6. Nhí đỏ. Nhí đỏ con không biết nữa. Hình như có. Em đang mặc số 2 nên nó hơi rộng lắm chứ. Số 6 75kg thì em còn 3 loại bi. Bi da, bi cam và bi vàng size 6. 75 76 kg em còn 3 loại bi nha và một bông nhí nâu. 3 loại bi và một bông nhí nâu giùm em. Chốt đơn. Bi vàng, bi cam và bi da em đang mặc size 6. Bi cam nữa, bi cam số 6 nữa, 75 kg. Đổ lại. Với nhí nâu số 6 nha. 130 chia sẻ em giảm còn 100 ngàn. Bên em là không có miễn ship được nha mấy chị. Số mấy? Số mấy? Cái số 1 ngày hôm qua trả ra sao nè. Số 1 đâu? Cái số 3 là hoàng số 1 đâu? Hết số 1 mà. Thế. Dạ 100 ngàn một bộ. 49kg không vừa em ơi, mặt rộng. Số 4 em còn nhí xanh. Nhí xanh và bi da số 5 cho Cúc, Phan Cúc. Số 4 em còn nhí xanh nè. Số 6 còn bi xanh. Số 3 bi xanh số 5 76kg phải cao mới vừa nha chế. 76kg là phải cao tầm 1m6 mới vừa nghe, thấp quá là không vừa nha chị. Số 3 em còn bi xanh. Số nhỏ nữa chị có mẫu khác nè em. Số nhỏ lấy cho lên pyjama bèo qua đây cho chị. Bi xanh này em còn số 1 nè. Số 5 bi da hả? Bi da số 5 không có. Đâu có sáng. Hết rồi chị, số 5 em hết hàng nè. Nhí xanh số 4 em chốt chị Diệu Thơm. Hàng này em hết rồi nè chị, cổ lăn tông này em hết trơn rồi, còn mấy bộ bán lẻ. Mười mấy 20 bộ à. Nhí xanh 4 chốt chị Diệu Thơm nè. Nè bi xanh này số 1 em còn có bộ 1 trên cuộc tình. Hàng cù phải đem qua chứ cô không còn. Đẹp xuất sắc không? À cao mấy 68 thì vừa đó chị. 75kg cao như chị Nguyễn Thị Ngọc Yến rồi. Nguyễn Thị Ngọc Yến. Ê cái áo số 1 mà có quần số 4 là sao? Bộ này lỗi nè. Bi da và bi xanh số 6 đi. Đưa chị bi da và bi xanh số 6 chị Nguyễn Ngọc Yến cho em số điện thoại. Áo số 1 mà quần số 4 cũng giao. Này chị thấy cái quần nó rộng quá trời. Nãy giờ hai bộ lỗi rồi. Em còn một mẫu đồ bèo nữa. Số 6 em có bi cam. Số 1 chị còn mẫu khác em. Chị Nguyễn Ngọc Yến ta 1m58 là vừa nha, 1m58 thì vừa, thấp quá là không vừa nha chị đẹp. Số 1 chỉ có mẫu khác thôi.
gió. Rồi, cái này số 1 đâu? Không có luôn. Cái gì kỳ vậy? Bộ bèo không có số 1 luôn hả? Nó gì nó không thấy. Hết rồi. Bao nhiêu đó thôi. Hồi nãy chị lấy bi da với bi xanh rồi đó. Số 6 em còn miếng xanh nè. Số 6 em còn nhí nâu. Cao 1m7 mặc quần ngắn nha chị. Mặc quần ngắn đó chị ơi. Nhí nâu số 6 em còn nè chị Nguyễn Ngọc Yến. Em cưng thử cái đồ nha chị Nguyễn Ngọc Yến ơi. Nhí nâu thì em còn size 6 bộ nè chị. Chịu thì ok dùm em nhí nâu 6. Số 1 hết thì thử cho chị số 2 đi. Rồi em chốt chị nhí nâu 6. Là có chị ba bộ ha. Thử giùm chị bộ số 2 đi, làm gì lấy quay hoài vậy trời. Thử đại đi. Em còn sao vậy là xây 1 hết luôn rồi, xây 1 chỉ còn mẫu này thôi em gái. Xây da bảo trân xây 1 còn cái. Xây 1 còn cái cổ nhọn này không hả em? Đẹp, người mẫu đẹp, người mẫu bằng dớ. Mẫu tướng giống đàn ông. Cả cha thấy, khi người ta thay bản đồ thì phiền chê. Nè, số 1 chỉ còn cái mẫu beo, cái mẫu cổ nhọn này thôi. Ủa em bận đồ thì bận vô chút hết rồi mấy. Một trăm ngàn một bộ nè, mẫu mới nè. Là mẫu đang mặc cũng 100 ngàn. Ừ, mặc gì không hiểu nổi. Người ta bận bận áo sơ mi cho. Rồi. Mẫu đang mặc nha mấy chị, đẹp lắm. Áo hai túi, quần hai túi nha. Này comment giùm em là beo nâu nè. Beo nâu của cổ lá sen nha mấy chị. Cổ lá sen viền đẹp lắm. Beo nâu này em còn size 2, size 3, size 5. Mẫu này size 6 hết rồi. Rồi thấy cái mẫu rồi giùm em nha, bây giờ em lên màu cho mấy chị coi. Mẫu cỏ lá sen. Hết số 1 em gái mặc không được. 65kg mặc số 4 chứ chị. Dữ lắm là mặc số 5 thôi, không mặc số 6. Nhí nâu à? Nhí nâu hết rồi. 65kg cái hàng, nói chung là hàng cỏ lăn tăm đó em hết rồi chị, không còn nữa luôn. Còn có số 6 có mấy bộ. Nhí đỏ này cổ nhọn. Đưa cái bông nó lên số 6 à, số 4 nha chị. AT Hàn Quốc đẹp lắm chị Kim Anh ơi. Em bao hàng luôn á, chị kiểm hàng mà vải 6 cứ trả lại em. Kìa, ở sau lưng này em có mấy cái bông nhí đẹp quá. Em lên số 4 cho mấy chị coi nè. Vải nói chung là khung AT Hàn Quốc rất là đẹp. Bên em may có xây đàng hoàng cho mấy chị, chứ không phải dạng phi xây như lụa ha. Dạ, chắc em ơi bên em mới chốt đơn được quá chị đẹp ơi. Tại bữa nay em mắc làm nhà, thông cảm giùm em ha. Rồi cầm anh giùm em nhí vàng nè, cái cổ. Cổ này hồi nãy mẫu mặt mấy chị có dòm qua rồi ha. Vẫn hai túi giùm vàng giùm em, nhưng mà túi bên em không viền nha. Mẫu này không viền. Hai túi giùm em, quần hai túi. Nhí vàng này em đang like size 4 nè. Nhí vàng này mấy chị chốt đơn giùm em số 4. Nhí vàng này em có số 4 nè. Ủa lộn lộn, cái này comment giùm em là nhí xanh nha. Nhí xanh nè, số 4. Số 4, số 5. Nhí xanh số 4 và số 5. Số 5 là 70, 71, 72kg cao xếp. Ủa cái bọc rồi. Cao nha, nhớ là cao giùm em. Thấp là không vừa nha mấy chị. Ví dụ như mình 70kg mình cao có 1,5m là không vừa nha. Cao tầm 1m55, 56 rồi trở lên. Số 4 nè. 100.000. Lá sen số 1 em hết, không còn mẫu nào luôn chị Nhi. Chị nào lấy nhí tím, chốt nhí tím giùm em. Hay là nhí đỏ cũng được. Nhí tím, chốt nhí tím giùm em, nhí đỏ cũng được. Nhí tím 1 đến 6. Có lộn vậy. Nhí tím này nó có 4 năm. Nhí tím 4 năm giùm em. 100.000 cổ lá sen. Cổ này thì nó mặc nó dễ thương ha. Chốt nhí tím giùm em. Em đang like size 4 là cho mấy chế 65, 66kg
cài nút đồ bình thường nha mấy chị. Trời ơi, cái này tôi chưa làm khuyên nó chứ phải phi ra nè. Bộ này là nhí vàng nè. Chưa bấm phi ra nè. Về mấy chị tự bấm giùm em ra ha. Nhí vàng. Ủa nhí cam chứ, tiêu lát lộn xộn trời. Nhí cam này có 2, có 3, có 4, có 5. Lấy bộ beo vàng số 4 chị. Cắt cái máy gì rồi giờ nó cũng sụ hết trơn. Tao chỉ có được vuốt nữa. Beo vàng này em có size 2 nè, size 4 và size 5 nè. Cực kỳ đẹp không? Beo vàng đặc biệt là cái vải áo có 2 túi nha. Cái mỏng này nó bị không lâu cái vụ mà không diện. Beo vàng chốt đơn giùm em 245. Cái tay áo chị cho dài ra thêm tầm 2 phân đi chị. Nhưng khi mà tóc hết tóc hay là tóc nhiều quá trời. Chế rồi lấy beo vàng, chốt beo vàng giùm em ha. Sao mặc lại cái bộ bi. Bộ này là cổ nhọn nè mấy chị. Đây. Cổ nhọn giùm em ha. Cái này là bi đen số 1. Chị nào lấy chốt giùm em bi đen size 1. Bi đen size 1 chốt giùm em. Beo vàng số 2. Rồi ok, hủy beo riêu hả? Trời ơi ông nội ơi, beo riêu hồi nãy số 2 có người mua mà chị không có hàng bán đó em gái. Beo vàng số 2 cho heo sữa. Bộ này hồi nãy có người mua chị không có hàng bán đó em. Cái em móc được thì em xả tội nghiệp chị thôi. Thôi là chị bán được rồi. Beo vàng số 2. Bi đen số 2 em chốt chị Trinh Võ. Ủa bi đen số 2 hết rồi Trinh Võ ơi. Bi đen này em cầm số 1 chứ đẹp. Hết rồi, hết số 2 rồi. Lấy bộ bộ đeo xanh này. Bi đen 2 em hết. Đeo xanh nha. Ừ. Nghĩ bán sạch. Dạ 100 ngàn á chị Loan. Bi đen nó có size lớn không? Bi đen em có size 5 đó chị. Đâu có gì đâu mà tại chị nói cho em hiểu thì chị vậy đó. Để thôi mấy chị sợ xả, có người mua người ta không mua được. Bi đen số số 5 em hết rồi, số 6 hết rồi. Bi xanh giùm em. Bi xanh này còn 2, còn 3, còn 4 nè. Số 6 mình còn gì vậy? Chị Hương Mỹ ơi, hình như nãy chị hỏi em cao mét 7 phải không chị? Cao mét 7 là cái quần nó vắng dữ lắm nha. Quần vắng mà cái tay áo nó cũng vắng lên đó nha chị. Mặc sao không đẹp à. Chị nào lấy bi xanh chốt bi... beo xanh. Beo xanh chốt beo xanh giùm em 2, 3, 4 à. Beo xanh 2, 3, 4. Bi đen rồi đó, nãy em còn số 3 nha. Vàng này em còn số 2 này chị Trinh Võ. Bộ vàng này đẹp lắm. Vàng này còn 2, còn 3, còn 4. Xuất sắc luôn á. Vải rất là đẹp. Mấy chị mua Birama của em rồi là đi shop khác mua cũng được đó. Số 1 còn không? Số 1 còn bộ luôn. 1, 2, 3, 4 vàng 60kg vừa em. 60kg mặt số 3. 60kg cao 1m55 trở lên. Vàng 2 chốt Trinh Võ.
Vàng 1 em có nha. 60kg có. Em nghe cái bông nào chị báo có số 3 là em vừa. Vàng 2, vàng 3. Cái bi đen hồi nãy cũng có size của em luôn. Cái beo đỏ này cũng có luôn. Vàng 3 em chốt cho chị Trang Đào. Còn vàng nữa không? Còn bộ vàng 3. Còn một bộ vàng số 3 nữa. Beo đỏ này em có 1, có 2. Có 2 không? Beo đỏ này có 2 không? Hết rồi nhỉ. Còn. Dạ không có chị ơi. Mấy biết chị biết sao không? Mấy cái bông mà màu tươi quá em bán ế lắm. Tại vì em bán đa số cho mấy chị trung niên không à. Bộ 100.000 nha Vân Quốc Phạm. Beo đỏ này em có 1, có 2, có 3. Tươi quá bán được. Nè đỏ là cũng phải đỏ đô vậy nè mấy chị. Bộ đỏ này không có tươi đâu nha. Bộ đỏ này mặc rất là sang. 50 mấy tuổi mặc vẫn được, 6 mấy tuổi mặc được nữa. Tại vì những cái nền đỏ này là đỏ đô, tao mấy chị thấy trong mình vậy đó. Chứ đỏ nó sậm, không có tươi đâu. Đỏ này em có 1, 2, 3 nha. 100.000 áo 2 túi, quần 2 túi giùm em giải Ati Hàn Quốc. Rất là đẹp. Beo đỏ chốt giùm em 1, 2, 3. Đẹp số mấy? Số 1. Beo đỏ 1, 2, 3 giùm em. Số 3 mình còn bi vàng. Đưa chị cái bi vàng số 3 này. Chị Trang đã có mua thêm bi vàng. Ừ. Bi vàng này em còn 2, em còn 3, em còn 5. Ủa bi đỏ chứ. Bi đỏ 2, 3, 5. Nè. Đó. Thích trẻ thì mặc mấy cái này. Phải như AT Mỹ luôn. Bi đỏ 2, 3, 5 6. 2, 3, 5, 6 luôn. Ừ, 75kg có luôn. Beo riêu hả? Beo riêu số 4 chốt chị. Chị Bích Phượng hình như hồi nãy nó beo nâu, beo đỏ, beo riêu số 4 chốt chị Bích Phượng. Cũng còn bộ beo riêu luôn. Bi tím đi. Bi tím này đẹp lắm này chị Trang. Bi tím này hình như còn 2, còn 3 nè, còn 5, còn 6. Bi đỏ số 5 cho Diễm Phương cho em số điện thoại nha chị. Số 5 là em là tầm 70-71kg đổ về, cao xíu à. Bi tím này em còn 2, còn 3, còn 5 và còn 6. Bên em sỉ với lẻ cũng bằng giá nhau, bớt cho chị vài ngàn chứ không bớt được nữa chị. Tại vì em bán không có lời nhiều. Bán bộ đồ 100 thì sỉ 95 rồi chị. Dữ lắm chị lấy nhiều thì em sỉ cho chị 90 thôi chứ không còn không có ấy nữa nha. Sỉ 30 bộ em mới sỉ, 10 bộ 20 bộ em mới sỉ. Chị rồi lấy bi tím, chốt bi tím giùm em. Bi tím, chốt bi tím giùm em. 2, 3, 5 nè. Chị Diễm Phương ơi, bi tím em còn số 5 nè. Lấy cho chị bi riêu đi, bi riêu số 3 đi. Đẹp quá. Riêu này em còn 3, còn 5. Cái này nè. Diễm Phương cho em số thợ đi chị. Cái số không dám bán. Số không dám gắn cái số bự. Rồi mai ngay chân đó. Ừ. Bi riêu nè, bi riêu nè em có 1, có 2, có 3. 4 hết hả? Có 5. Có 6 luôn. Cao 1m55 mặc số 6 đi chị cho nó thoải mái được không? Chứ số 5 là ôm nha. Ai biết bà chịu ôm thì bà mặc số 5 cũng được. Cái này là em góp ý thiệt. Tại vì video ma ít ai thích mặc ôm, nó hỏi thích thoải mái. Tùy chị. Tại vì cái bi đỏ này em cũng còn số 6. Chị thích số 5 thì lấy số 5 ha. Còn thích 6 thì cầm anh là em đổi lên 6. Ui da. Bi riêu này em còn 1, 2, 3. 1, 2, 3, 5, 6. Bi riêu nha. Giùm em. Bi riêu 1, 2, 3, 5, 6, 100.000 vui vẻ. Chị nào lấy em chốt đơn. Này hồi nãy chị lấy.
lấy là số mấy, số 2 nè. Cái gì mà ngứa dữ vậy? Xanh đen đi. Bi riêu số 5 chốt cho cô Diệu Ngon. Rồi, đổi cho chị Diễm Phương bộ bi đỏ lên số 6 cho chị Diễm Phương đi. Bi đỏ chốt bộ đó đó. Ừ, chốt bộ đó đó. 3 bộ. Bi vàng. Bỏ đổi số 5 luôn sao? Ừ. Bi vàng. Bi riêu số 5 cho Út Hường. 0379162897 đúng rồi chị. Bi vàng, bi kem và bi nâu hả? Size của chị Trần Thị Điệp em hết rồi. Có beo hả? Có beo mà chị lấy size mấy mới được á chị? Để em biết em coi còn không nè. Chị Nhiên quay quay trong mặt thôi. Xuống like nha, tự nhiên đuối ngang ta. Lăng Tông xe 6 em còn bi vàng, bi da, bi kem chị. Chị về rồi hả? Rồi để em kêu nó ca, nó gửi lại cho chị nha. Pyjama tay dài em đang bán nè chị. Rồi tự nhiên em đuối quá. Cho em xuống like đi ha, ngày mai vô ủng hộ em tiếp nha. Nha mấy chị. Tự nhiên bị tụt huyết áp hay gì rồi.